Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng đoàn công tác đã đi khảo sát thực địa bằng đường thủy từ quận 1 đến huyện Cần Giờ vào chiều ngày 18 tháng 7. Sau chuyến khảo sát, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định việc khảo sát nhằm phục vụ triển khai Nghị quyết 24 của Bộ Chính trị và Nghị quyết 98 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển thành phố Hồ Chí Minh. Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, quy hoạch huyện Cần Giờ cần tính tới hạ tầng giao thông, hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội. Việc xây dựng cảng trung chuyển quốc tế, các dự án dân cư, du lịch, lấn biển. Thủ tướng lưu ý khi triển khai quy hoạch mới cần quan tâm việc bố trí dân cư, hạ tầng xã hội cho huyện Cần Giờ và tạo công ăn việc làm sinh kế cho người dân ở mức cao hơn hiện nay. Liên quan tới dự án cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ, Thủ tướng yêu cầu Thành phố Hồ Chí Minh làm việc với các nhà đầu tư để thúc đẩy triển khai. Cảng biển này có khả năng thu hút hàng hóa trung chuyển quốc tế, cạnh tranh với các cảng lớn trong khu vực như Singapore, Malaysia và các cảng quốc tế. Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, cảng này không cạnh tranh với cảng Cái Mép Thị Vải mà bổ sung phối hợp để phát huy tốt nhất các thế mạnh. Thủ tướng nhấn mạnh, huyện Cần Giờ có tiềm năng rất lớn, tinh thần là phải đổi mới tư duy, triển khai các công việc theo hướng vừa chạy vừa xếp hàng. Trong đó, huyện phải chú trọng phát triển hạ tầng trước, phát triển thuận thiên thành phố trong rừng, rừng trong thành phố. Qua đó, Thủ tướng tin tưởng sẽ nâng sự phát triển của huyện Cần Giờ lên tầm cao mới, thành đô thị vệ tinh hiện đại, văn minh, thông minh, sinh thái của Thành phố Hồ Chí Minh và cả vùng Đông Nam Bộ. Thông tin thêm về định hướng phát triển huyện, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi khẳng định, Thành phố Hồ Chí Minh xác định phát triển huyện Cần Giờ một cách bền vững, giữ được môi trường sinh thái với khu dự trữ sinh quyển rừng ngập mặn Cần Giờ. Thành phố Hồ Chí Minh cũng đầu tư cho huyện phát triển theo hướng đô thị hiện đại, xứng tầm với vị trí là cửa ngõ ra phía đông của thành phố. Yeah, then,